khi mình xuống nhà anh Dũng á là cái thấy cây chua lục chiến nó nở hai bông cực kỳ đẹp, phê quá phê. Thì bữa đó là cây ôn hôm ray ăn nó mới nụ à. Đấy, ngày mai phải đạp xe đạp xuống coi bữa. Đạp cây ray ăn. Hồi xưa mình thấy ba cái bông cái gì Bexy, Mantini nó cỡ này à. Thấy cái bông này chung. Bông lai xong nó to ghê hồn mà nó thơm nữa. Cây cáp phải không anh? Cây ray ăn đúng không? Cây ôn hôm ray ăn của hãng ôn hôm, cây đó giờ nó mất giống rồi. À. Ừ. Cái gì à? Thì ấy phê quá. Không, cho nên từ đó thay mình nhất định phải đây ông này học à. À rồi sau đó xuống anh Dũng là Dũng cho mấy cái đuôi đi, hồi đó có được cái đuôi là mới dữ dằn lắm rồi. Đúng rồi, đúng rồi, hồi đó làm gì có tiền mua. Rồi từ đó là hai thầy trò mới là thân thiết với nhau à, tới bây giờ luôn. Anh Dũng à, em cũng đang có cái tò mò luôn nè. Hồi đó anh dạy anh Nguyễn Minh là mình dạy sao anh? Cái đầu tiên á, à, dạy cái gì đầu tiên? Đầu tiên á dạy cho Nguyễn Minh là gì? Ăn ngay nói thật à, ăn ngay nói thật, không ăn gian nói dối. Dạ, cái đó là cái đạo đức làm đầu của con người, bất cứ anh làm cái nghề gì. À hay ạ. Anh ăn ngay nói thật. Dạ, anh không được ăn gian nói dối. Dạ, đó là cái đạo đức sống. Dạ, tại vì ông già tôi thì với ông nội tôi là mấy đời cũng đi theo đạo ăn chay niệm Phật. Dạ, thành ra là tôi có cái truyền thống của ông bà để lại là cái đạo đức không được ăn gian nói dối mà phải ăn ngay lương thực. Rồi, dạ. Một là một, hai là hai. Đi là đến nơi về đến tiếng chứ không có quẹo được. Ok. Đó, từ đó nó dẫn Thụy tới tôi. Giờ này tụi nó cũng nên vợ nó chọc sắp làm xui. Sắp ngồi xui thì... À, tức là thôi. Vợ anh Nguyễn Minh là xưa Nguyễn Minh trở qua là chưa cưới luôn. Chưa cưới, còn là thầy sinh viên học sinh. À. Thụy á. Trời ơi, quen từ thời mà trẻ luôn á anh Nguyễn Minh. Rồi thì... dẫn bà theo cho học theo luôn hả? Ừ. Đâu, lúc mà biết sư phụ là chưa quen bà luôn. À ừ. Rồi sau đó mới quen rồi mới dẫn qua nữa. Mày đúng quen không? Quen xong cũng đi qua bên đó. Là hồi đó là cứ một tuần phải ghé bên này ít nhất là một cái hai ba lần. À ừ. Thời gian học bao nhiêu anh? Đó anh học là bao nhiêu mới gọi là tiểu thành đi. Nói chung là thôi bị lâu luôn. Cứ học từ từ. Coi như ảnh làm cái gì mình học cái đó, làm cái gì mình học đó. À. Hồi đó đâu như bây giờ mà có giáo án hay khô vậy. À bữa nay sửa bông thì coi với sửa bông. À bữa sau trồng cây thì biết trồng cây. 3 năm không anh? Chắc cũng cỡ đó là thành cao thủ rồi đó. À. Đó là bước ra giang hồ chơi được rồi đó. Rồi. Vậy cái cây lan mà đầu tiên anh gọi là ra giang hồ á thì là sau khi gọi là mình thỉnh giáo thầy á thì nó là cây gì anh, và nó có cái kỷ niệm gì không? Có đó kỷ niệm. Khi anh trồng cây nở đầu tiên là cây ôn hôm ray ăn anh Dũng nhớ không? Xách cái cây dậy xuống. Đạp xe đạp nha, cầm cây dậy xuống nhà anh Dũng. Từ chợ lớn mà đạp về dưới cái gì cầu đỏ. À. Anh lợt cây này được không? Không, cái lưỡi mày chưa có đạp. À. Đó. Mày về mày coi lại cái lưỡi. À. Rồi về phải làm. Tức là cái cây đầu tiên là mình khoe với thầy. Đúng rồi, cây ôn hôm ra đi ăn. Hay. Nhớ cái đó tới bây giờ luôn. À. Vậy là rồi cái lần đầu tiên anh em đi thi thì là cây gì anh? Là tại sao anh dám đi thi? Dạ đi thi ở đâu anh? Tại vì nói chung hồi đó là sư phụ tôi ta chơi tới ba người lận. Ông Thi, anh Dũng và ông Tị. À. Đó. Sao Tị á? Mày để đó từ tầm 9 giờ thi, 8 giờ rưỡi mày ra cho tao. À, đục dưới hoàng thở cây... cây mắt, lép ra rít. À, ông hoàng thở, ông ấy nó khùng lắm đấy. Tại sao cây kia rẻ hơn cây tôi mà thắng thì chú chính hơn đấy. Cây của mày vừa lùn mình vừa không có mùi. Cây của này nó vừa cao nó vừa có mùi. Thắng mày là phải. À, em nhớ con đấu hoài tới giờ. À, vẫn có phản biện ha. À. Không, lúc đó chấm nó cho phản biện mà. À, hay. Chấm xong đùi phản biện. Hay, cái đó đúng thời đó là đúng vậy là hay á. Để ta còn thua tâm phục có phục anh ha. Ở như vậy là anh thi đúng là thi lan ở đâu anh? Thi ở ngay Thủ Đức. Là bữa đó anh làm dễ nhất. Lần đầu tiên là ai dễ nhất? Nhà dễ quá. À, nhà quá Thủ Đức. Rồi lần đầu tiên là cây cát đó. Rồi là coi như là quá lần được. Là coi như cũng phải có người suối xíu mới dám đem đi hả? Thì mới đầu đi ra mà không suối sao dám đi. Ngay lúc đó cây rất ráp cô đỏ là
lúc đó là nó đang hot. Nhưng mà lúc đó đẹp đấy mình rất mắc tiền hơn anh. Đồng ý, nhưng mà mình chấm cái bông hoa đẹp chứ đâu có chấm cây mắc tiền. Chấm cái bông hoa đẹp chứ phải chấm cây mắc tiền. À bây giờ em cái anh mua anh mắc tiền mà bông anh không đạt anh cũng dân vết. Không cần phải mắc mà quan trọng là phải đạt ha. Chấm cái bông đẹp. Hôm nay gặp một cái buổi gặp mà rất là quý quá. À, tất nhiên thời gian nhiều khi nó cũng có hạn. À, em xin hỏi một cái câu này là trong giới chơi lan hồi xưa thời anh Dũng và nói tiếp sau là anh nhớ thì là những anh em nào mà kỳ cựu anh Dũng bây giờ sẵn cơ hội là ở trên hỏi Dũng xuống đi. Nhưng mà tất cả tôi nhớ nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng đây là nấc thang, không phải. Ngang đẳng ngang cơ là tiệm thú bắt ông Tàu Dân. À Tàu Dân. Rồi tới là cái đồ gỗ trang trí nội thất ông Tàu Tích. Wow. Rồi tới đó là ông Sĩ ở Thủ Đức. Rồi có là thời năm 75 sẽ sao anh? À sau 75. Dạ. Sĩ là cái nhà ông Sĩ là của ổng đó. À. Rồi tới anh Năm Danh. À, rồi ông thầy Diễu Ninh. À. Rồi ông thầy Trực. Rồi trong đó có ông Tấm Ngọc, ông Hai Rượu. Đó là những cái lứa kỳ cựu. Hồi đó đơn vị 3 chứ không dám cắt 1. Cứ 3 cộng cắt ra da vậy là 5 phân vàng. Vàng lúc đó có 19 mấy thôi, chưa được 20. 19 mấy có nghĩa là 19 ngàn á hả? À ừ. Một chỉ. Trời ơi. Ừ rồi á là và đô la lúc đó nó mới có 11. 11 ngàn chứ chưa được 6 năm rồi, tới sau này năm 2 năm sau nó mới lên lên 11, 6 năm mới lên 100 đô. À. Ừ. Cái giá lúc đó. Tức là đó là 11. 11 ngàn. 100 đô 11 ngàn. Thấp dữ ha. Mình đổi tiền được 3 rồi á. Dạ. 11 ngàn, vàng 19 mấy. À. Vậy sau những cái anh đó thì tiếp tục nữa là ai anh? Nếu mà có những cái cây gì mà đi theo những anh đó thì có thể anh Dũng kể ra cho nó vui vui đi ạ. Đi theo thì thế hệ kế đó là cái lứa đàn em tôi anh Trúc. Trong đó có tôi nè, Sáu Tị nè, cái lứa Nguyễn Minh nè, rồi Thi nè, rồi Vũ nè, Cường Xăng Dầu nè. Cường Xăng Dầu là Cường chủ cây xăng dầu. Là dữ vậy hả? À, chứ không phải. Không phải, à không phải bình thường phải không? À, chủ xăng dầu thời đó dữ hả? Chủ cây xăng, chủ như ông Sĩ là gì? Ba cái cửa hàng là camera với lại gì đó ở ngoài đường cái quay chụp hình á. À, bên đường Quỳnh Thúc Kháng. Rồi, dữ vậy hả? Sĩ, ở đó giờ cũng chơi lan nổi nghèo, chơi lan nổi đâu. Ông Tàu Dân là chủ tiệm thuốc bắc, là mười mấy nhân viên ngồi dò viên hoàng thuốc tể đầy nhà. Hay. Ông Tàu Tích là hai cái cửa hàng trang trí nội thất, là bàn ghế salon ở cái đường Ngô Gia Tự. Đâu phải kiếm một cái video mà kể ra những thứ dữ vậy đâu. Không quên nữa, chú gì bán vàng, Kim Sang. Ông Kim Sang, ông vừa mất cách đây cũng gần cả năm. Wow. Tiệm vàng Kim Sang anh chưa đón rồi ông Hai Nhan anh Hùng Nổ đó không ai nhớ Hùng Nổ nha. Trước đó có ông Hai Nhan mà hồi cái thời mà Hồ Điệp một lá một chỉ rưỡi. Hồ Điệp tính lá một lá một chỉ rưỡi. Hồ Điệp lúc đó còn mắc hơn cá nữa anh. Tính lá Hồ Điệp đếm lá một lá chỉ rưỡi. Trời ơi. Wow. Ông lần đầu lúc mà ta xuống anh Dũng ta thấy cái bông Hồ Điệp ta điêm nổi. Ừ. Đi không nổi, nhìn cây nó phơi. Mà lúc đó mình thấy Hồ Điệp là nói với thù dài là xa xỉ phẩm á. Đúng rồi. Đợt đó ông thầy vô cây. Hồi đó em lần đầu tiên chơi lan cũng bị vụ đi mất một cây Hồ Điệp. Rồi ở Thủ Đức nào ngoài đó ra còn Thuận nè, Tuấn Heo Quay nè. Ông Tuấn Heo Quay là sau này anh. Sau này. Thuận, anh Hoàng. Hoàng Phở hả? Rồi cái ông gì mà Thổi Kèn Đá Ma cũng trên đó luôn đó. Vui tính em cũng không nhớ là giờ hồi xưa không còn bảy bí anh bí con sau này bảy bí sau này nhưng mà mất cờ là ông cũng có anh mới nghĩa là chuyên về mai với hai phụng rồi là chuyên về mà sau này là ông mai với hàng lá. Hồi lúc đó là ở cái ăn chiến khu ăn phố đông này người ta đa số là trồng cái hàng lá là để cắm bông mà xúc ra Campuchia.
sau này em qua ông chơi cát là ông cũng có vé đó, ông mày biết đó. Mày biết. À, ông đang đợi đầu, còn đợi trước của anh Dũng nè, chú Chính Thơ đồ nguyên cái còn già nữa, lớp già nữa. Lứa đàn anh nè, trong đó còn ông Hải Đề nữa nè. À, quên anh Hải Đề luôn. Đấy, đó. Rồi Thái Râu nè. Đó, mấy gì ông gì Sa Lam nữa anh Dũng. Ông gì Sa Lam dương chồng vũ nữ đó. Sơn lý gì quán nè. Rồi. Tuấn bên đây nè. Tuấn Cá là khác nữa, Tuấn Cá là chuyên hàng Mỹ. Ông gì mà chạy xe lam mà đó chồng vũ nữ, chồng ta ca đầy hết nhớ không? Không, cái đó là lớp đời đầu luôn á. Không, mình đang nhớ những người nào mình nhớ thì mình nói thôi đúng không? Tất nhiên là còn nhiều nữa. Nhưng mà không thể nào nhớ hết được tại vì nó là đột xuất thôi. Nè, anh Ba Tiền nè, với anh Tuấn Hay Quay rồi là sơn chơi cùng lớp, sơn cùng lớp, Đức Xích Lô, Đức Xích Lô, Đức Xích Lô. Tại sao Xích Lô? Sau khi giải phóng mình bị tù trong giặc ngoài, chiến tranh phía Bắc, chiến tranh Tây Nam với lại Cầu An, đa số là cái sự kiếm cơm của người dân lúc đó là coi anh phải bán cái sức lao động anh thật nhiều, trong đó có dạy Xích Lô. Hồi đó là thành phố, một thành phố xe đạp là Xích Lô. Dạ. Sau những cái năm giải phóng, đúng rồi. 75, 78, 79. Khó khăn, thành thử ra anh Đức lúc đó là anh chạy Xích Lô, người ta gọi Đức Xích Lô. Sau này anh mới có điều kiện phát triển lên, anh mới làm cái vườn lan gọi là cây taka nữ cắt cạch. Ổng cũng là một những người mà làm cho tôi mất ăn mất ngủ nhiều nhất. Tức là đằng sau cái rem xây là sau này, hồi đó là cây taka, rồi kế cây taka nó còn cái cây Squid Sugar. Giờ mất giống anh, chỉ có em còn giữ thôi nghe. Cái váy nó chà bá vậy mà nó cũng ra nhánh nhưng mà bông ít hơn, mà cái váy nó chà bá. Tôi đeo Đức Xích Lô dữ dàng lắm, có cái cây Squid xưa nó cũng dòng họ Onsium. Thằng Quy nó qua nó thấy nó kêu em chìm không chìm. Không, cái váy nó bằng cái miệng này nè. Trời đất ơi, bằng cái lọc bia luôn hả? Bằng cái này nè. Mà nó vàng nghệ đậm chứ không phải là thằng Taka nó còn nó lái qua cái lê manh nhẹ nhẹ. Còn cái thằng này nó là ẩn cam trong đó. Anh chị hồi xưa mà mình thích cái gì mà mình không có mình đeo giữ phải mất ăn mất ngủ không anh? Nhiều chứ. Trời ơi, tối nằm kế vợ đâu thấy vợ đâu đâu. Trời đất ơi. Anh nhắm mắt càng kín cái bông nó nổi lên càng rõ. Dù cắt 2-3 cộng nhiêu tiền cần biết đem về tưới thế mẹ luôn, nhiều khi tưới. Có trong nhà luôn. Con cưng là con hơn tưới biết nó thối luôn nhưng mà cái ruột mình nó mát. Đem cây đó về tưới rồi. Ruột mình người nó nhẹ nhàng lại chứ còn không có tối nằm kế vợ đâu họ thấy vợ đâu, cái cây nó nổi lên. Nhắm mắt càng kính nó nổi lên càng rõ, nó ác gì. Đúng là đam mê ha, thiệt luôn á. Rồi ông già tôi ông mới nói tôi, ổng lên ngồi đang nói chuyện chăm nước trà tới 12 giờ mấy, cái ổng đang ngồi ổng nói tôi lén ổng, tôi treo lên nóc nhà tôi coi cái nụ ông có nó nở chưa. Ổng cứ nói mà đâu có biết, tôi lén tôi đi ngồi thấy trên kia tôi tuột xuống nó, ủa nãy giờ mày đâu vậy? Tôi nói lên coi cái nụ kia, cái nụ bông tôi nó có nhả ra được miếng nào chứ. Nó nói mấy chơi lan như tụi bay á, hồi kiếp rất tụi bay vừa qua dập liễu, bây giờ ông trời cũng hành tụi bay vậy. Giờ ổng xuống ngồi rồi nhưng... nhớ hoài câu ổng không nói tụi bay á, hồi trước tụi bay vừa qua dập liễu, giờ ông trời cũng hành tụi bay như vậy. Hay đó là tôi nhiều khi tôi nói lại với mấy anh em tôi nói, tụi mình hồi kiếp trước mình thuộc cái dạng theo như ông già thôi, nói là kiếp trước mình vừa qua dập liễu, giờ trời hành mình phải là phải thương, phải nhớ, phải tiếc, phải nuối, phải từng cái cọng rễ, cái lá, từ cái kiểu bệnh hoạn rồi làm sao để cho nó khỏe, nó tốt thì mình mới là vui. Dạ, em muốn hỏi hai anh đó là để có những cái kỷ niệm hay là có cái sân chơi vậy thì rõ ràng là phải có những cuộc thi lan. Thì cái thi lan của thành phố Hồ Chí Minh mình phải nói là em thấy là đúng là cái thời em mới vô là rất là đều đặn. Thì cái cuộc thi lan đó gồm ở đâu và sức khoát như thế nào hay là như thế nào, và các anh có thể cho thêm thông tin về những cuộc thi lan đó. Đầu tiên là phải nói là của cái ngành nông nghiệp Việt Nam. Lịch sử Việt Nam mình thì 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây và 30 năm nội chiến từ ngày 1945 tới 75 thống nhất đất nước. Khi thống nhất đất nước rồi mình bị thù trong giặc ngoài.
bị bao vây cấm vận, người dân mình rất khổ. Thành thử ra là cái ngành nông nghiệp muốn vực dậy, bởi vì là hiện tại và đã từ lâu lắm rồi thực hiện theo di chúc của Hồ Chủ tịch là gì? Sau khi thống nhất đất nước, cái điều đầu tiên của các đồng chí làm là gì? Bỏ thuế nông nghiệp cho người dân. À, cái đó là tư duy của Hồ Chủ tịch. À, thì vậy là thời ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm được điều đó. Dạ. Có ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì vậy là phải định vị lại coi anh trồng cây gì và anh nuôi con gì ở cái vùng miền thổ nhưỡng nào nó thích hợp để làm sao cho người dân họ đỡ cực khổ, đỡ bớt một nắng hai sương mà họ có thu nhập cao để mức sống người dân được nâng cao. Bởi vì Việt Nam mình 70% sống bằng ngành nông nghiệp, người dân rất khổ một nắng hai sương. Tại sao nói một nắng hai sương? Anh đi ra đồng hồi 4-5 giờ khuya thì cái sương mai nó chưa, mặt trời chưa lên, sương mai dần con đang phủ màu, gọi là một sương. À. 8-9 giờ tối anh mới về tới nhà, thì vậy là cái buổi tối, cái mùa thu, 6 giờ chiều trên đọt cỏ nó có những hạt sương đã đọc đó, thành anh kiếm thêm cái sương đêm. Nó gọi là một nắng hai sương, đó là anh dầm nắng từ 6-7 giờ sáng cho tới 5-6 chiều, rồi tới 8-9 giờ tối anh mới về nhà, anh thấm thêm cái sương đêm, cái buổi tối. Anh ra người nông dân đó là một nắng hai sương. Hai sương là cái sương ban mai anh đi ra đồng sớm, anh dính cái. Chiều anh về nhà tối quá anh dính cái gọi là hai sương. Quá cực luôn ha. Sương mai, sương đêm và dăng cái đầu đội trời sương đập đất nguyên ngày. Thành ra cái mà đa số 70% sống bằng ngành nông nghiệp. Thành ra người dân khổ, nhà nước, ngành nông nghiệp mới lại. Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp làm sao đó cải thiện được cái mô hình nông nghiệp để nâng cao mức sống của người dân. Dạ. Thì như vậy là gì? Cái vùng thổ nhưỡng chỗ đó, cái mùa gió chính nó là bao nhiêu, một năm bao nhiêu trận mưa, mỗi lần mưa được bao nhiêu mm, rồi thời gian nắng là từ mấy giờ tới mấy giờ, nhiệt độ bình quân là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu vào mùa hè và mùa đông, mùa thu, để cho người dân người ta cảm nhận điều đó mà người ta trồng cái cây gì nó thích ghi được như vậy cái vùng thổ nhưỡng đó. Ngoài ra là giáo sư Võ Tòng Xuân là một cái chiến binh, một cái giáo sư rất là giỏi trong cái ngành nông nghiệp. Ông hồi đó ông làm ở viện nghiên cứu học đồng bằng sông Cửu Long của Đại học Cần Thơ. Thì vậy là ông cũng có công rất lớn trong cái vấn đề vun đắp cái ngành nông nghiệp. Nên trồng cây gì? Nước mặn, nước lợ trồng cây gì? Nước ngọt trồng cây gì? Và nước lợ anh nuôi con gì, nước mặn anh nên nuôi con gì để làm sao nâng cao mức sống của người dân, đó là điều quý hóa vô cùng. Mà cũng rất may mắn, ơn trên cũng ban sức khỏe, nghe nói giáo sư Ngô Tòng Xuân hiện tại giờ ông cũng còn đang khỏe, điều đó quý. Võ Tòng Xuân. Võ Tòng Xuân. Tôi chỉ rất tiếc là ông giáo sư gì, ông mất sớm nay, mình nói quên tên rồi. Trần Văn Khê. Ông Trần Văn Khê, ông mất quá sớm. Mặc dù tuổi ông cao, ông mất quá sớm, nếu ông sống thêm, thọ thêm chừng một vài mươi năm nữa đây, ông truyền những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức ông để cho thế hệ kế thừa. Rồi dạ. Bây giờ mình quay lại cái cuộc thi lan ha. Rồi. Bây giờ quên đó, mà bảy nó đón hồi nó lạc rồi. Cái thì như vậy là cái kinh phí của nhà nước bỏ ra để làm sao khuyến khích động viên cho người dân hưng phấn lấy cây lan. Dạ. Tại sao? Nó dễ trồng. Ở môi trường nào nó cũng sống được hết. Trồng lên viên đá ốp lát nó vẫn sống. Bởi vì cái ông cố tổ cây lan là gì, nó đeo toàn ten trên cái nhành, nó sống ký gửi trên cái nhành cây ở trong rừng. Người ta thấy đẹp, người ta mới đem về đây, người ta thuần dưỡng. Rồi từ đó mới là thụ phấn, nhân giống, lai tạo. Qua nhiều đời lai tạo nó gọi là thuần dưỡng, nó được trồng an toàn ở cái vùng núi. Thành thử ra nó vừa dễ trồng, nó đẹp, nó đa dạng mà bán được giá cao. Từ đó là vì cái công lao động anh bỏ ra ít mà anh bán được nhiều tiền, thì nó cái mức sống từ chỗ đó là chính phủ giao cái trách nhiệm cho cái ngành nông nghiệp để phát thì cái ngành lan của Việt Nam.
Thì như vậy là để kích thích cái sự tiền tòi và cái nhu cầu của người dân, thì vậy là nhà nước phải quăng kinh phí tổ chức làm giải thưởng, bầu chọn những cây lan uy tín, kháng bệnh mạnh khỏe, cắt qua nhiều bông đẹp để bán sức ngoại tệ, dụ cái nhu cầu cuộc sống của người dân. Thì như vậy là không nói về cái hội quân dân tao đàn, mỗi một năm, mỗi một tháng như vậy là nó có bốn cái kỳ, hoặc là năm cái kỳ thi. Hồi đó là cái thứ nhất là cái lăng ông bà chịu, cái chủ nhật tuần thứ nhất, cái chủ nhật tuần thứ hai là ở quận nhì, là ở chỗ anh gì chủ tịch xin cảnh quận nhì, tôi quên tên ảnh rồi. Bên đó là chú là gì chứ? Anh Thông. Anh Thông chủ tịch hội sinh cảnh quận nhì với Ba Tiền với anh quận nhì. Nhưng mà chủ trì đó là anh Thông chủ tịch sinh cảnh quận nhì. Đó là tuần lễ thứ hai. Tuần lễ thứ ba là nhà văn hóa quận Phú Nhuận. Bên đó có ông Lễ, ông anh Lễ ảnh phụ trách. Tuần lễ thứ tư là công nhân Lê Thị Đức. Ngoài ra còn cái nhà hàng Bắc Phương Nam đi thoảng ảnh cũng theo, cái đó người ta bỏ kinh phí riêng nha, anh đó người Việt kiều về đầu tư làm. Thì vậy là nó xây, cứ xây dần, cứ là mỗi một tháng vậy, là có khi năm cái chủ nhật thì có năm chỗ thi, mà một năm nó có bốn hoặc năm cái tháng, năm tuần lễ bốn hoặc ba hoặc bốn hoặc năm, mỗi cái tháng đó 5 tuần, còn ngoài ra là 4 tuần thì 4 chỗ thi, dòng cứ dòng dòng vậy đó. Thì vậy là coi như là quyên góp của nghệ nhân cũng có, kinh phí nhà nước bỏ ra cũng có, để mục đích là gì? Tạo cái sự hưng phấn cho người dân hiếu kỳ, người ta vô đó người ta tìm tòi, người ta nghiên cứu, người ta học hỏi, người ta chia sẻ để người ta tìm con giống, người ta nhân rộng cái mô hình ra để người ta làm kinh tế. Có là vậy, đó là đời sống tinh thần lúc đó là tân ngao, okay. cũng có hết trơn. Vua đó từng 5 cái luôn. Vua có tháng 5 cái luôn. Vua đúng chuẩn rồi, 5 cái, cái tầng thứ 5 là của nhà. Đó là giải chứ là giải tuần, còn giải lớn nữa. Ngoài ra đó, ngoài cái đất Phương Nam còn nhà hàng Thủy Tiên. Ân Thủy Tiên. Ngay cái bùng minh của công trường gì đó. Như dân chủ phải không? Mà Cộng Hòa ta, Cộng Hòa. À, đó. Đúng rồi, cái nhà hàng Thủy Tiên. Có tầng thứ 5 là đó. Là Thủy Tiên làm ăn là cũng khấm khá, thành ra anh cũng quăng vốn ra anh làm hội thi. Em thì cũng may mắn là lúc chơi lan thì cũng đi coi được Lê Thị Riêng hay là Lan Ông Bà Chiểu, thì đúng là tác phẩm toàn là đẹp không á. Mỗi một tháng vậy là Lê Thị Riêng tổ chức một lần, mà tôi tổ chức 36 lần, đồng nghĩa là 36 tháng. Thì vậy mới khai sanh ra cái hội sinh là cảnh quận 10. Tức là anh Dũng đứng tổ chức cũng 36 lần sự kiện, 36 lần và bao nhiêu cái hội chợ. Là trưởng ban tổ chức luôn hả? Hả? Trưởng ban tổ chức luôn hả? Không. Hay là trưởng ban giám khảo? Hồ Phước Hải là trưởng ban tổ chức, tôi là phó ban. Tổ chức thi công viên thì đi, Lê Thị đi. Giờ nó ra là tiền thân của quận 10. Lê Thị Riêng. Hồi đó chị Ánh, chị Ánh còn làm phó tịch huyện kia, rồi chị Đào quận 10, chị Đào còn ở dưới quận 10, sau này chị Đào lên làm phó đốc sở công thương, rồi đi tổ chức mấy cái hội chợ cũng gặp. Ồ tuyệt vời. Bây giờ video cũng khá dài, cũng gần 30 phút, và đã hai video thì coi như là gần 40 phút 50 phút thì thôi em cũng xin kết thúc hôm nay, có dịp em sẽ làm tiếp video. Để nhờ anh chia sẻ nhất là những cái kỹ thuật trồng lan cho cái thế hệ sau này, nhất là cái thế hệ mà tới đời cháu mình á anh Dũng, tại vì tới thời như em ba mấy bốn chục đi thì coi như cũng còn đi, nhưng mà sau này thời cháu nữa là bắt đầu là nó hơi khó tìm mà nha. Em muốn mong như vậy cho. Dạ. Tôi nói tiếp trước khi kết thúc. Dạ. Các bạn mà muốn vô ngành lan đó thì bây giờ các bạn phải tự nhìn, tự nhận, tự thấy rằng tất cả các bạn đều bằng không nha. Dạ. Không kiến thức, không có con giống, không có mặt bằng. Rồi. Thì vậy là tất cả các bạn bằng không.
mà ông bà mình dạy rằng trước khi mua trâu phải rào chuồng. Trước khi anh vô anh trồng lan anh phải mua sách vở, học từ bạn bè, học từ xã hội, học qua sách báo, học từ chuyên môn để anh có cái kiến thức cơ bản. Anh nhìn cây lan anh biết là nó đang cần gì và nó muốn gì và nó đang bị cái gì, bị bệnh gì. Rồi anh khi anh vững cái đó, anh mua những cây lan rẻ tiền, anh cắt ra anh làm thử, anh nháp thử, anh test thử nó ok, bắt đầu anh mới lân la, anh mới quăng giống anh làm những cây mắc tiền hơn. Còn nếu mà anh mà nóng vội quá, anh quăng tiền ra, anh mua những cây lan mắc tiền về và cái kiến thức chuyên môn anh không có, anh làm ú ớ, cây lan nó mai một, nó chết đi thì anh rãng lòng chiến sĩ. Từ đó chúng tôi cũng buồn lây, tức là gì, người ta nói là buôn có bạn mà bán có phường, nó phải có hội có thuyền nó mới mạnh. Các bạn thành công càng nhiều thì chúng tôi vui càng lớn, tức là cái hội mình càng đông, sự thành công càng lớn. Vậy thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, dạ, em xin cảm ơn anh Dũng, với biệt danh Dũng Cà Phê. Em cảm ơn anh Nguyễn Minh hôm nay đã đến đây cùng chia sẻ, và cảm ơn anh Cường Săn làm khán giả. Thì chúc hai anh và chúc ba anh nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp lại trong những video sắp tới. Xin cảm ơn và xin chào ạ.